Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ huyện Văn Giang khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự đại hội có 161 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại 35 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động đến phát triển kinh tế xã hội của huyện, song Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang luôn đoàn kết phấn đấu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24 đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 15,3%, cơ cấu kinh tế chuyển theo hướng xây dựng, thương mại và dịch vụ đạt 90%, nông nghiệp, công nghiệp chỉ còn 10%. 1 hecta canh tác thu được 280 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 85 triệu đồng, tổng thu ngân sách 5 năm đạt gần 4.600 tỷ đồng. Năm 2018 là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng, tổ chức cán bộ được nâng cao và có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm, kịp thời ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Với chủ đề đại hội là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tích cực đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ, xây dựng huyện Văn Giang thành đô thị loại 3 vào năm 2025. Đại hội thảo luận phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm tới là 15%, tiếp tục tập trung vào xây dựng, thương mại, dịch vụ. 1 hecta canh tác thu được 370 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng một người một năm, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hàng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ yêu cầu Văn Giang cần có trách nhiệm phấn đấu trở thành đầu tàu của tỉnh Hưng Yên trong phát triển đô thị thông minh, cần nâng tỷ lệ đô thị hóa cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của tỉnh. Vì vậy, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang cần thảo luận thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Đảng bộ huyện phải tập trung phát huy trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, khai thác thật tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh đô thị hóa hiện đại, đồng thời tiếp nhận và phát triển công nghiệp hóa thân thiện với môi trường, hiện đại hóa nông nghiệp và công nghệ cao, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, an bình và thịnh vượng. Coi đó là nhiệm vụ trung tâm của cả nhiệm kỳ đại hội, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định, kết nối thuận lợi, kế thừa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện nhanh và bền vững, tập trung cao nhất thu hút đầu tư hướng tới phát triển đô thị hiện đại, đô thị thông minh gắn với du lịch sinh thái, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng đô thị và dự án khu đô thị đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện. Coi đây là khâu đột phá trọng tâm của Đảng bộ huyện trong giai đoạn tới, tiếp tục thực hiện khuyến khích thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, chế biến nông sản, sử dụng lao động của địa phương, đóng góp nhiều ngân sách, đảm bảo môi trường, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống có thế mạnh của huyện, nhất là nghề trồng hoa cây cảnh, đẩy mạnh xây dựng các trung tâm thương mại, chợ đầu mối nông sản và chợ nông thôn để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tới đây, Văn Giang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, hiệu quả kinh tế cao và hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hình thành những vùng chuyên canh trong sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ và phục vụ cho du lịch, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đồng thời khai thác có hiệu quả vùng đất ngoài bãi, ven đê sông Hồng để chuyển đổi và trồng những loại cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao.
Trong điều kiện quỹ đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, huyện tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sản xuất hàng hóa gắn với nông nghiệp công nghệ cao, chăm lo toàn diện cho lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, giáo dục, quan tâm giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với việc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, khiếu kiện kéo dài, chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm hơn nữa tới công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Văn Giang nhiệm kỳ qua đã đạt được, nhất là về phát triển đô thị, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, cũng như công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Đồng chí lưu ý, huyện quan tâm thực hiện hai nội dung trong nhiệm kỳ tới. Cái mục tiêu đô thị hóa phát triển lên rồi. Đây là cái con đường mà rõ ràng là toàn thể đảng bộ, nhân dân chúng ta phải quyết tâm để thực hiện cái mục tiêu đó, để nâng cao cái hình ảnh, cái đời sống, các cái hoạt động của cả huyện chúng ta trong cái thời gian tới. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái truyền thống văn hóa, đặc biệt là nông thôn, văn hóa làng xã cần phải được bảo tồn, vì đây là một cái truyền thống văn hóa vô cùng quý báu. Đô thị rồi nhưng mà cũng không thể xóa bỏ, không thể gạt bỏ được hết những cái truyền thống văn hóa lâu đời của cái vùng quê hương Văn Giang này. Các đồng chí chú ý là có một cái mục tiêu rất quan trọng, đấy là cái quan tâm đến con người. Đây là một cái nét rất mới của Đại hội 13. Chắc có lẽ tất cả các cấp đảng bộ trong toàn quốc chúng ta phải quán triệt để thực hiện mục tiêu đó, và đối với huyện chúng ta thì cũng là như vậy. Cái mục tiêu con người là một vấn đề được đặt ra trong Đại hội 13 này. Trong dự thảo các cái văn kiện đại hội thì các cấp đảng ủy, trong đó có đại hội đảng bộ của huyện Văn Giang, tôi nghĩ là cũng cần phải quán triệt cái việc đó. Cái mục tiêu về con người là cái mục tiêu cuối cùng đấy, của đảng ta, của nhà nước ta đấy, phải quan tâm đến cái việc đó, cái cuộc sống của con người. Một cái mục tiêu rất quan trọng đối với con người là phải nâng cao được cái đời sống, cái mức sống của từng hộ dân, từng con người. Trong buổi chiều nay, Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.